Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với chương trình du lịch ngày hôm nay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhân kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Dạ, hôm nay thì anh Thắng sẽ dẫn Nhân Anh đi đâu đây anh Thắng? Chúng ta có dịp nói nhiều rất là nhiều về các nơi chốn trên thế giới mà chúng ta rất ít khi nói về những cái thắng cảnh ở trên cái đất Mỹ của chúng ta. Dạ. Hoa Kỳ là một cái đất nước mà tôi nghĩ là có nhiều cái danh lam thắng cảnh thiên nhiên hoặc là do bàn tay con người phụ giúp vào nó trở thành những cái thắng cảnh nổi tiếng trên thế giới mà khắp thế giới người ta đến với cái đất nước Hoa Kỳ này, người ta để thưởng thức những cái danh lam thắng cảnh đó, vừa về nghệ thuật của con người Hoa Kỳ, vừa là những cái thắng cảnh thiên nhiên được tạo hóa ưu đãi cho Hoa Kỳ. Mà tuy nhiên thì chúng ta lại có dịp ít có dịp nói về các thắng cảnh đó. Thì hôm nay tôi nghĩ là có lẽ cũng tạo một cái chương trình mới, thành ra chúng ta sẽ có một cái không khí mới. Chúng ta nên nói về Mount Rushmore. Yeah. Không biết là Nhất Anh có nghe đến cái chữ Mount Rushmore ở Hoa Kỳ này chưa? Nói đến Rushmore thì anh biết liền, đó là một cái núi mà như có bốn cái tượng, tượng, cái mặt tượng của những người nổi tiếng ở Mỹ, đúng không? Đúng vậy. Yeah. Đó. Thì Mount Rushmore là nằm trong cái tiểu bang South Dakota. Yeah. South Dakota là một tiểu bang, nó nằm về phía, phải nói làm sao, thì nó gần như là Midwest. Thế tuy nhiên thì phải nói thêm, những cái tiểu bang đó người ta hay dùng một cái danh từ, người ta gọi những cái tiểu bang đó là Rocky State. Rocky States. Tức là nó nằm trên cái dãy núi Rocky. Mình có bao nhiêu tiểu bang nằm trong cơ là Rocky States? Chẳng hạn như ở trên đó tôi biết được là Montana. Yeah. Ông đi xuống dưới này, đi tới cái tiểu bang cuối cùng mà cái dãy núi Rocky Mountain nó chấm dứt đó là New Mexico. Yeah. Thành ra chúng ta thấy là nó đi suốt từ tiểu bang phía Bắc của Bắc Mỹ, tức là nằm trên cái tiểu bang British Columbia và tiểu bang Alberta của Canada, yeah, rồi đi xuyên qua bên biên giới Mỹ, đi qua cái Montana, đi qua Idaho, đi qua Wyoming, đi qua South Dakota, Colorado, Utah, yeah, rồi Arizona, rồi xuống tới New Mexico. Yeah. Thì thường á, mà người Việt của mình mà nói về người Việt ở Mỹ thì thường người ta chỉ biết là ở nhiều nhất là ở West Coast thôi, xong rồi West Coast hoặc là West Coast hoặc là East Coast. Còn nếu mà ở giữa những cái chỗ đó thì thường là đúng vậy, ít người đúng biết vậy. Nhiều hơn. Tại vì tôi thấy rất là lạ là phần lớn du khách cũng vậy, đến từ khắp nơi trên thế giới, nhất là những người Á Châu đó, thì họ đến họ thích đi phía West, xong phía West họ đi phía East, yeah, và họ quên mất rằng ở chính giữa mới là những cái thắng cảnh thiên nhiên tuyệt hảo. Nó là thành thắng cảnh thiên nhiên mà mình nói phải đứng nhất thế giới chứ không phải đứng thứ nhì nữa. Yeah. Chẳng hạn là Utah, chẳng hạn như Yellowstone, chẳng hạn như đi tới Mountain Rushmore, dãy núi thì bình thường. Thế tuy nhiên bàn tay con người đã đục đẽo và khắc những cái tượng nổi bật lên trên cái nền trời của cái vùng South Dakota. Yeah. Và ở đó thì chúng ta mới thấy được cái ngoài cái chuyện mà nó đẹp. Nó trên một con đồi tên là Black Hill. Yeah. Thì nó đẹp nhưng mà đồng thời nó cho người ta nhìn thấy được cái sự vĩ đại. Cái sự vĩ đại nó không phải là núi nữa. Cái sự vĩ đại mà tôi cho đó là cái sự vĩ đại của con người. Yeah. Cái con người đã bỏ một cái công sức hết sức là vĩ đại để mà làm cái bốn cái tượng của bốn vị tổng thống Hoa Kỳ. Yeah. Và nó trở thành một cái địa điểm thu hút du khách khắp nơi trên thế giới, thu hút khắp nơi trong cái nội địa 50 tiểu bang của Mỹ. Ít nhiều người ta một lần tôi muốn đến xem cái thắng cảnh mà một người nghệ nhân đã bỏ công sức ra để làm cái đó. Dạ. Vậy thì bây giờ mình nói về cái lịch sử của cái núi đó đi anh Thắng. Cái khu vực của cái núi mà người ta đục khắc những cái tượng bốn vị tổng thống ở trên đó thì cái tên của nó gọi là cái Mount Rushmore. Dạ. Ok. Thế tuy nhiên nó nằm trên cái khu vực đồi nó gọi là Black Hill. Dạ. Nhất anh để ý rằng tất cả những cái tiểu bang nằm trên cái gọn Rocky, dãy núi Rocky Mountain đó là hầu như nằm trên một cái cao nguyên hết. Dạ. Những cái đồng bằng của nó gọi là bát ngát. Chúng ta đi qua tiểu bang South Dakota, chúng ta đi qua tiểu bang Montana, chúng ta đi xuống Wyoming chẳng hạn. Những cánh đồng bát ngát, gọi là xa xa, những cái dãy núi mới có cảm thấy được những cái núi cao một chút. Còn nhất là tiểu bang Wyoming đó, đồng ruộng không thể tưởng tượng được nó lớn vĩ đại như thế nào. Có nghĩa là nó sẽ khác hoàn toàn so với những gì mà mình ở vùng West Coast hay West Coast, Coast hoàn toàn là khác nhau. Yeah. Chúng ta ở đây chúng ta thấy núi cao, chúng ta thấy đủ thứ về biển, về sông ngòi, về núi, về thung lũng chẳng hạn. Yeah. Thế tuy nhiên ở bên kia thì hoàn toàn khác hẳn. Okay. Và đó là một trong những lý do, một trong lý do tại sao cái khu vực South Dakota đó, cái tiểu bang đó, họ đã có một cái ý nghĩ là họ đục ra một cái ngọn núi, đục đẽo là một cái thắng cảnh nào đó để thu hút du khách khắp nơi ở nước Mỹ đến đó. Yeah.
Đó. Thế tuy nhiên thì khởi đầu thì người ta dự định làm những cái tượng của các vị anh hùng của nước Mỹ, nhưng mà cuối cùng thì cái người nghệ nhân đó, Gudjon Borglum Lâm, ông đã đến, ông là một người nghệ nhân gốc của ông là người Danish, tức là người Đan Mạch. À, ông đã di cư sang đây và ông đã theo học những cái trường về nghệ thuật đục khắc của Paris, của New York, và ông được mời đến để tạo một cái công trình đó. Và ông đưa đề nghị là thay vì những anh hùng đó, thì ông đã chọn những vị tổng thống đã có công lao với nước Mỹ thì để đục khắc trên cái một cái ngọn núi nhô hẳn ra như vậy, mà quý vị có thể nhìn thấy qua những cái video clip mà chúng tôi có dịp quay đem về, và chúng ta thấy thì những cái tượng vĩ đại lắm. Nhưng mà Cái đây là vườn cái khó là khi mà nhất anh đứng ở xa và nhìn về tượng của bốn vị tổng thống, nó rất là sống động, nó rất là sống động, nó cho mình một cái cảm nhận lạ lắm, là ở một cái hoang vu, ở một cái ngọn đồi đồng không mông quạnh như vậy mà cái tượng bốn vị tổng thống dựng đứng trên đó. Và đặc biệt thì trước khi chúng ta nói về tiểu sử của bốn vị tổng thống đó, thì chúng ta cứ nhìn một cái hình ảnh mà nó được vào núi như vậy, mà bốn vị tổng thống đều có những cặp mắt nhìn rất là xa. Nếu mà nhớ anh nhìn kỹ thêm, bốn vị tổng thống có cái cặp mắt làm như nhìn xa lắm cho cái tương lai của đất nước Hoa Kỳ. Có nghĩa là nó có Nó tâm và có nó một có cái cái hồn hồn trong trong đó, đó. thành ra mình nhận thấy ngay được. Và đó là bốn vị tổng thống trong lịch sử Hoa Kỳ đều là những người có rất công lao rất là lớn. Nhưng mà nãy nhanh quên hỏi anh Thắng, đó là cái người nghệ nhân đó mà đục khắc những cái tượng trên cái núi đó là làm bắt đầu từ năm nào anh Từ Thắng? khoảng năm 1908, 900 ô rất là rất là lâu lắm là lâu rồi. lắm, tức là họ có thể, mà dĩ nhiên họ đục không phải là họ đục là một cuộc đời của họ là xong đâu, con của họ cũng tiếp tục làm cái câu chuyện đó, thành ra chúng ta thấy nó là một cái thế hệ tiếp nối nhau để mà làm những cái điều khác đó, cái đục khác đó, thành ra nó có những cái nét mà như tôi vừa nói với Nhất Anh đó, là tôi cảm nhận được cái sự vĩ đại trong cái con người chứ không phải cái vĩ đại ở bên ngoài nữa. À, thành ra cái đó mới là cái quan trọng khi chúng ta đến với Mount Rushmore. Vậy thì nhanh phải muốn anh Thắng phải kể nhiều hơn nữa. Bây giờ muốn bị tổng thống đó là ai mà anh Thắng sẽ kể cho nhanh cho và cũng như khán giả trong phần thứ hai. Nhanh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế giới trong tầm tay ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như là khán giả đi tới một địa điểm thực sự là rất nổi tiếng ở Mỹ. Và nếu như mà ai mà ở Mỹ rồi thì cũng nên tới một lần, đó là cái Mountain Rushmore ở phía giữa của nước Mỹ. Thì trong phần 1 anh Thắng kể sơ sơ qua rất là nhiều về đó rồi. Nhưng mà có muốn vị tổng thống đó, mình có thể nói thêm về cái tượng của bốn người đó không nữa Thành anh ra Thắng? cho để quý vị nhìn qua những cái hình ảnh của bốn vị tổng thống và in trên cái Trên nền núi. nền trên núi đó, thì cái vị tổng thống bên phía bên tay trái đó, chúng ta thấy hình ảnh đó, và chúng ta nhìn trên một cái đồng đô la để có cái hình ảnh của vị tổng thống đó, đó là tổng thống Washington, George Washington, tức là coi như đại khái đó là một cái vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ. Có nghĩa là nằm bên bây giờ hiện tại giống như là cái núi đang trước mặt với anh thì vị tổng thống này Nằm nằm tay bên trái trái ngoài cùng, ngay đó cùng, là và đầu George có vẻ hơi hơi hói một tí đó, Washington. đó chính là tổng thống Washington, Là George tổng Washington, tổng thống đầu tiên đầu của tướng Mỹ. đầu tiên. Ông cũng là người có công lao rất là nhiều trong việc và giành độc lập cho đất nước Mỹ, và đó là một cái vị ông vừa là vị tướng vừa được bầu làm tổng thống, và chúng ta thấy đây là một trong những cái vị tổng thống gọi là khai quốc của đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và đó là cái công lao đầu tiên của ông. Vậy thì còn người thứ hai Người thứ là hai ai? ngay bên cạnh của ông Washington đó, thì chúng ta nhìn thấy một khuôn mặt trông có vẻ lãng tử, trông có vẻ cũng phúc hậu lắm, nhưng mà đó là một trong những người vị tổng thống mà tôi rất là ngưỡng mộ, đó là vị tổng thống Thomas Jefferson. Ông là vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ, Thứ ba, thứ ba. thứ ba, tại vì vị tổng thống thứ hai là John Adams, Đúng thành rồi. ra ông là vị tổng thống thứ ba, nhưng mà cái công lao của ông không phải là ông là tổng thống thứ ba, mà ông là người đã soạn thảo ra cái gọi là tuyên ngôn độc Độc lập. lập của nước Ông Mỹ. đã viết và soạn thảo trong mấy năm trời để cái ngày mà đã được đưa ra trình trước Quốc hội và đã được chấp thuận để bản tuyên ngôn độc lập và khai sinh ra đất nước Hoa Kỳ, và cái ngày cái bản hiến pháp đó cho đến bây giờ vẫn còn được sử dụng rất là rộng rãi, và tất cả những tu chính án amendment đều phải dựa theo cái bản hiến pháp của cái tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ để mà thay đổi bất cứ một cái amendment nào. Và nhìn thấy một cái người cách đây mà hai từ năm 1792 hay 82 gì đó trước đó, thì chúng ta thấy viết một cái bản tuyên ngôn cho đến mấy trăm năm sau vẫn còn phải dựa theo cái bản hiến pháp để mà
làm cho đất nước Hoa Kỳ trở thành một cái cường quốc trên thế giới, thì cái bản hiến pháp đó của một con người như vậy quá ư là vĩ đại. Đó là Tổng thống Thomas Jefferson. Và đó là một người quá trẻ khi mà viết cái bản đó. Ông đã viết cái bản đó trong lúc ông 29 tuổi và lúc được trình bày và được chấp thuận lúc 33 tuổi. Và thì người đứng thứ ba, cái gương mặt thứ ba và kế bên Tổng thống Thomas Jefferson là ai? Đó là ông Roosevelt. Đây là vị Tổng thống rất là nổi tiếng trong cái lịch sử của đầu thế kỷ thứ 20. Ông là người có công lao đã giúp cho cái cuộc chiến tranh Nga với Nhật đó. Không biết Nhất Anh có nhớ là trong cái đầu thế kỷ thứ 20, cái trận hải chiến giữa Nga và Nhật đã xảy ra và dĩ nhiên Nga đã thất bại, thua Nhật, và Nhật tuy thắng nhưng mà đã phải nhờ đến Tổng thống Roosevelt của Hoa Kỳ đứng ra để mà hòa giải giữa hai bên. Và ông là người, vị Tổng thống đã nhận được cái giải Nobel Hòa Bình nhờ cái công sức đó. Thế tuy nhiên thì ông lại có một cái là vị Tổng thống rất là nổi tiếng, là ông là một nhà, tôi cho là ông là rất là thông thái. Thì ông được tìm hiểu, ông có rất là nhiều bằng cấp và ông là một người có rất là nhiều nghị lực đó. Ông đã từng làm phó tổng thống và ông là một người khi lên làm tổng thống ông rất là trẻ. Ông mới có 42 tuổi thôi. Thành ra chúng ta thấy đây là một vị tổng thống khi mà đã được chọn để đưa vào cái hình ảnh một trong bốn vị tổng thống ở trên cái núi Mount Rushmore đó, là dĩ nhiên ông không phải là người bình, là người tầm thường nữa. Vậy thì người cuối cùng trong bốn người ở trên cái Mountain Rushmore đó là ai anh Thắng? Nhất Anh đoán là ai? Nhanh không biết, tại vì bây giờ mình không có thấy được, cái nhanh chỉ đoán thôi. Đó có phải là Abraham Lincoln không? Đúng, Abraham Lincoln là vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Và ông là một người chủ trương là giải phóng nô lệ. Và chúng ta biết thì trong cái thời đại, trong cái thời điểm của ông đó, đã xảy ra cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ, Civil War. Và đó là một cái vết nhơ trong cái lịch sử của Hoa Kỳ. Nhưng đồng thời nó cũng có những cái nét đặc biệt mà tôi nghĩ rằng trong một cái nội chiến đó, chưa có một đất nước nào mà lạ lùng như đất nước Hoa Kỳ. Tại vì nếu quý vị có dịp đi lên Washington DC đó, chúng ta có thể đi những con đường phố, chúng ta thấy thì hai vị tướng lãnh rất là nổi tiếng trong cái cuộc Civil War của Hoa Kỳ. Bắc quân là của tướng Grant và Nam quân là của tướng Robert Lee. Và nếu chúng ta có dịp đến với Washington DC, chúng ta đi vào những con đường, chúng ta thấy có con đường tên là Robert Lee, tên của vị tướng lãnh đã từng chỉ huy Nam quân, mặc dù ông thất bại, nhưng bây giờ ngay tại thủ đô của Hoa Kỳ người ta vẫn dùng tên ông để đặt tên cho những con đường. Và đó là một trong những vị tướng rất là tài giỏi, thất bại chưa có luận anh hùng được. Thành ra Robert Lee là một trong những vị tướng mà ngay cả Bắc quân họ cũng ngưỡng mộ lắm. Thế tuy nhiên thì cái đó là câu chuyện lịch sử của Hoa Kỳ thôi. Còn bây giờ chúng ta nhìn lên trên đó thì đó, tôi thấy là Tổng thống Abraham Lincoln là vị Tổng thống thứ tư đã được đục khắc ở trên cái đỉnh núi của Mountain Rushmore. Và bốn vị Tổng thống đó tạo ra một cái hình ảnh hết sức là vĩ đại. Và lúc nào mắt của các vị Tổng thống đó đều hướng về tương lai, làm như đang nhìn vào không gian, hướng về tương lai cho đất nước Hoa Kỳ. Và cái điều đó làm cho những du khách khi đến, nhất là du khách mà mình là người Hoa Kỳ hoặc là mình có cái quốc tịch Hoa Kỳ, mình đã sinh sống ở đây, mình cảm nhận được cái kiêu mang của đất nước Hoa Kỳ, thì mình cũng nhìn thấy những sự gọi là ngưỡng mộ với các vị tổng thống đã có bỏ công sức để sống chết với cái đất nước này, để mà giành độc lập, để mà viết ra bản hiến chương độc lập, để mà tạo ra những cái National Park. Tại vì ông Roosevelt đó, ông là vị tổng thống đã ký cái sắc lệnh biến Yellowstone là cái gọi là National Park đầu tiên của nước Mỹ. Và ông có, nếu cho chúng ta sẽ có dịp đi qua một cái khu vực khác nữa, chúng ta có cái monument đó, có một cái monument ta gọi là Devil Tower. Thì ông đã ký xác lệnh đó là cái Devil Tower đó thì nó trở thành một cái first national monument cho Hoa Kỳ. Thành ra chúng ta thấy nó rất là đặc biệt trong cái khi chúng ta đến với cái Rushmore. Thế mà nghe anh Thắng kể thì Nhanh mới hiểu rõ hơn được là cái tầm quan trọng của giống như là của những cái việc mà giống như anh Thắng mới kể là Tổng thống Roosevelt mà ký những cái National Park. Hiện tại bây giờ Mỹ là một trong những có những cái National Park rất là đẹp, đúng không anh Thắng? Và đúng là như anh Thắng nói là nếu như mà mình tới cái Mountain Rushmore thì mình sẽ cảm nhận được cái biểu tượng của đất nước Hoa Kỳ. Đúng vậy. Thành ra những cái đó thì chúng ta phải đến tận nơi xem tận mắt. Chúng ta không nghe được, chúng ta cũng không qua cái hình ảnh video, chúng tôi có quay video đẹp cơ mấy, nhưng mà sẽ không bằng những cặp mắt của chính quý vị mà thưởng thức những cái không gian vĩ đại của nó. Cái vĩ đại của nó cho mình cảm nhận được cả hai thứ trong người mình, cái không gian bên ngoài và cái không gian bên trong người mình nữa.
Thì cái đó mới là cái quan trọng. Vậy thì nếu mà du khách nào mà chưa có dịp đi ra nước ngoài thì thực sự là đi ở Mỹ là cũng đã có nhiều Có thứ để đi lắm rồi có đấy. rất nhiều, nhiều cái để chúng ta đến để thưởng ngoạn. Cảm ơn Thắng và nhanh hẹn Thắng trong chương trình lần sau.